Hội những người Nhật Bản yêu Việt Nam thăm tặng quà cho 15 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin ở các huyện Đắc Tô, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đắc Hà và thành phố Kon Tum, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của những người bạn Nhật Bản đối với nỗi đau mà những gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin đang gánh chịu. Qua đó động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.